Viên, cho phép MC Việt Sương và quan viên Hai Hò, cô sao Manin, chú rể Văn Đình, quý thưa thể quý cô bác anh chị và các bạn đã vừa đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe siêu sao và môi trời chân trọng như là. À, dạ vâng, kính thưa tập thể quý vị anh chị và các bạn kính mến, và quả thật cũng là niềm sắc hương ngàn vàng yêu thương, chắc là với các niềm vui nhớ nhớ vui nào hơn khi con đã trưởng thành đinh niên hai chữ vấn hương để xuân năm mới thắm duyên vợ chồng, bùi xuyên mới đẹp lòng hai họ thắm đại tình hạnh phúc trăm năm. Và đi rồi đến hương lên đây, nhà gái ta hân hoan mừng xỉa thảo, và đàn trai ta lại vẫn cười bón sao hiền. Gia đình hai họ bốn bên, quốc phường ngoại xóm bạn bè khắp mọi nơi, và chúc cầu, chúc phúc gia đình, cô dâu chú rể thắm tình đứa đôi. Dạ vâng, các bạn thể quý vị, và quả thật cũng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, và là những món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị, và quả thật cũng là yêu nhau thì tháng mười năm trời là niềm vui ngày cưới, bây giờ là đây, và hôm nay các bạn trẻ đón như thế toàn những ước mơ trong ngày vui hân hoan tháng mười. Quý thể các cụ ông cụ bà, có gì chú bác và các anh thành có tối, chúng ta đã không còn ngại đường xá xa xôi, nâng tất về nghĩa tốt đi về tình, và lời chúc mừng cho cô dâu Mai Liên sẽ dần cùng chú rể ta đi trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. À, dạ vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị, sau một thời gian quen biết và tìm hiểu thì cô dâu Mai Liên và chú rể Văn Đình trên phương diện công tác cũng như là học tập thì họ đã tìm thấy nhau, và để rồi chú rể Văn Đình thưa với cô dâu Văn Liên rằng là anh hùng tôi với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, và để rồi cô dâu Mai Liên thưa với chú rể Văn Đình rằng là em về tôi với mẹ cha lại đồng ý cho ta lấy mình, với mình sửa lại với ta đẹp xuyên đất lúa mặn mà thật xa. À, dạ vâng, người thân thể quý vị anh chị và các bạn quý mến, và quả thật là chúc tất cả những lời tiền mừng hạnh phúc hôm nay cười con ánh nắng bình minh có với anh chị nâng phần sánh vai đẹp đó là phường chúc mai một nhà, và họ hàng cô bác gần xa tới mừng hạnh phúc bảo tần cặp kề, mà chúc cho thắm má kề trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, và ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023, tức ngày 2 tháng 8 năm Quý Mão, và được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự đồng tình của hai chính quyền địa phương thì rất là trẻ Mai Liên Văn Đình họ đã chính thức lên duyên vợ chồng. Dạ vâng ạ, tôi có thể quý vị, và ngay giây phút này thì ban tổ chức cả cũng sẽ không để quý vị anh chị và các bạn phải chờ lâu thêm nữa, vì ban tổ